Bỏ mặc drama với chồng cũ, Lê Giang xác nhận Lê Lộc Tuấn Dũng đang hẹn hò và còn chuẩn bị có tin vui. Đang yên đang lành, gia đình Lê Giang bất ngờ xảy ra drama nội bộ vì Duy Phương lên mạng xã hội tố Duy Phước không phụng dưỡng. Trong khi gia đình có sóng gió, Lê Giang chỉ mong muốn dân mạng không lôi chuyện cũ vào bàn tán. Nữ nghệ sĩ vẫn vui vẻ và thoải mái bên hai con Lê Lộc và Duy Phước. Đặc biệt, trong livestream mới nhất trên Facebook cá nhân, Lê Giang còn vô tình hé lộ tin vui của con gái Lê Lộc. Chuyện là khi có netizen hỏi thăm về Tuấn Dũng, Lê Giang bất ngờ chia sẻ luôn. Tôi cũng không giấu gì hết trơn á, tụi nó đang tìm hiểu nhau, chuyện trai gái mà, nếu có duyên thì họ sống với nhau. Con tôi cũng vậy, tôi không có cấm cản gì hết trơn á, nghĩa là nếu có duyên tới với nhau, hết duyên thì thôi, chứ nó đã là số phận rồi. Tôi rất thoải mái trong chuyện tình cảm. Con cái tôi thích gì thì tôi chiều đó, không cấm cản hay ràng buộc hay cằn nhằn gì hết. Tôi chỉ mong con vui vẻ, sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Lê Giang rất thoải mái, ai làm dâu làm trẻ nhà Lê Giang là quá sướng luôn á. Không chỉ bất ngờ hé lộ chuyện cặp đôi hụt Tuấn Dũng Lê Lộc nay đã hẹn hò, Lê Giang còn khiến dân tình trần trần khi ẩn ý ngày vui đang cận kề. Chuyện tình cảm Tuấn Dũng Lê Lộc sẽ nói thêm sau, bây giờ các bạn cứ yên tâm là chuyện tình yêu đang đẹp đó, nói chung là đẹp lắm, cái gì cũng phải từ từ rồi sẽ có cái kết rất là đẹp, mọi người chờ đợi nha. Lê Lộc và Tuấn Dũng từng gây sốt khi cùng nhau xuất hiện trên show hẹn hò Người Ấy Là Ai, tuy nhiên đến cuối chương trình, nữ diễn viên vì không muốn mất đi tình bạn đẹp nên đã từ chối tình cảm của Tuấn Dũng, vẫn kề cận và chăm sóc Lê Lộc trong suốt thời gian qua. Anh cũng có mối quan hệ rất thân thiết với Lê Giang. Trước đây, Lê Giang từng lên mạng xã hội để thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ Tuấn Dũng hết lòng. Tuấn Dũng đẹp trai mà mọi người, chỉ là nhỏ con thôi, lỗi là do con gái của chị nó cao quá chi, chứ Tuấn Dũng hiền lành, cái duyên của con mà sao từ chối được. Cái gì nó tới là mình không cản được, ông trời sắp đặt hết rồi. Tuấn Dũng không ăn chơi tụ tập gì cả, suốt ngày chỉ ở nhà. Mà bé Lộc cũng thích ở nhà nên qua nhà gian chơi chứ cũng không có đi đâu.